Vay tiền online chấp nhận nợ xấu tiềm ẩn những rủi ro gì? Hiện nay có nhiều lý do dẫn đến bị nợ xấu như quên hoặc cố tình không trả tiền đúng hạn khi vay vốn. Những đối tượng bị nợ xấu sẽ không được vay tại các ngân hàng, nên có xu hướng tìm đến vay online, vay nặng lãi chấp nhận nợ xấu. Tuy các website trên app vay tiền online cung cấp những lợi ích trước mắt, nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro đến người vay. Nợ xấu là khoản nợ người đi vay không thể trả cho ngân hàng khi đến hạn phải thanh toán nợ lãi trên gốc, để quá hạn thanh toán trên 90 ngày. Nợ xấu được giữ theo quy định của từng ngân hàng và phân biệt thành các nhóm nợ từ nợ nhóm 1, nợ đủ tiêu chuẩn, nợ quá hạn dưới 10 ngày, nhóm 2 nợ chú ý, nợ quá hạn từ 10 đến 90 ngày, nhóm 3, nợ dưới tiêu chuẩn, nợ quá hạn từ 91 đến 180 ngày, nhóm 4 nợ nghi ngờ mất vốn, nợ quá hạn từ 180 đến 360 ngày, nhóm 5 nợ có khả năng mất vốn, nợ quá hạn trên 360 ngày. Tại các ngân hàng chỉ chấp nhận và xem xét tiếp tục cho vay với những người có nợ xấu nhóm 1 và 2. Vậy vay tiền online chấp nhận nợ xấu là hình thức như thế nào? 1. Vay tiền online chấp nhận nợ xấu là gì? Vay tiền online chấp nhận nợ xấu là hình thức vay nóng tại các tổ chức tín dụng đen hoặc các tổ chức cho vay online với lãi suất cao và độ rủi ro lớn. Hình thức này dành cho đa số các đối tượng người đi bị nợ xấu ngân hàng, không có khả năng trả nợ trước đó và bị ngân hàng từ chối cho vay. Hiện nay có rất nhiều các tổ chức tín dụng hoạt động với nhiều phương thức đa dạng, bạn có thể dễ dàng tìm thấy địa chỉ cho vay nhanh, vay nóng nhận tiền ngay trong ngày trên các ứng dụng, website quảng cáo trên Internet. Tuy nhiên với những đặc điểm tiện ích, điều kiện, hồ sơ vay vốn dễ dàng tại các tổ chức tín dụng này, thì liệu bạn có gặp vấn đề hay những rủi ro gì xảy ra, hay không? 2. Có nên vay tiền online chấp nhận nợ xấu? Vay tiền online chấp nhận nợ xấu tại các website trên ứng dụng cung cấp cho người vay có rất nhiều lợi ích như điều kiện, hồ sơ dễ dàng chỉ cần chứng minh nhân dân, nhận tiền nhanh trong ngày, số tiền vay cao, có những ứng dụng còn ưu đãi lãi suất 0% với người vay lần đầu tiên, nhưng bên cạnh đó là thời gian cho vay rất ngắn chỉ trong vài ngày, và sau khi hết hạn người vay sẽ phải trả những khoản lãi trên phí cao ngất ngưởng. Vay tiền tại các tổ chức online hay tín dụng đen có thật sự dễ dàng và an toàn như vậy khi bạn đã từng có lịch sử nợ xấu, không có khả năng trả nợ trước đó nhưng vẫn chấp nhận cho bạn vay với điều kiện, hồ sơ đơn giản và nhận tiền nhanh chóng. Trên thực tế bên cạnh những lợi ích mà bạn được cung cấp thì tiềm ẩn rất nhiều rủi ro. Bạn có thể bị siết nợ và phải trả những khoản nợ với lãi suất cao, phát sinh nhiều chi phí mà bạn không hề nghĩ đến. Và nếu như bạn không trả được khoản nợ đã vay bạn sẽ rơi vào tình trạng lãi mẹ đẻ lãi con, và có thể còn bị đe dọa về tính mạng bản thân, hay ngay cả những người thân bạn bè của bạn. Do đó bạn hãy xem xét, và suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định vay vốn tại các tổ chức này. Vì thực chất đây là hình thức vay nóng hay vay nặng lãi. Bạn sẽ bị luẩn quẩn trong vòng vay nặng lãi mà khó có thể thoát ra được. Vì vậy bạn không nên vay vốn tại các tổ chức tín dụng online trên tín dụng đen nếu như không có khả năng trả nợ nhanh tại thời điểm đó. Cách vay vốn an toàn, minh bạch nhất là bạn hãy khắc phục tình trạng hay không để bị rơi vào nợ xấu tại các ngân hàng trên công ty tài chính uy tín. Khi ấy bạn sẽ được vay vốn một cách đơn giản, an toàn với lãi suất thấp hơn rất nhiều so với các tổ chức tín dụng online trên tín dụng đen và rủi ro bị chênh lệch chi phí trên lãi suất khi trả nợ sẽ không xảy ra.